Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Ninh Thương Hiệu. Ninh Thương Hiệu chuyên gia huấn luyện bán hàng thực chiến, chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Ninh cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cái nội dung, đó là cách build team, xây một cái đội ngũ dù là bán on hay bán off. Đấy chắc chắn là một chủ đề hot. Tại vì mọi người đều biết là trên thế giới là chỉ có hai loại người thôi, một là người ra mệnh lệnh, một là người nhận mệnh lệnh. Nếu như trong cuộc đời này bạn chỉ biết là bạn chỉ một mình bạn bán hàng giỏi thì không bao giờ bạn có thể phát triển được, nâng tầm doanh nghiệp được. Vì thế bạn muốn bán hàng giỏi, bạn cần phải xây dựng đội ngũ để bán hàng giỏi, những người đi cùng bạn, song hành cùng bạn. Vì vậy bạn build team như thế nào, bạn xây team của bạn như nào, dù là team on hay team off, thì đâu là người mà bạn cứ nhìn là nhận. Đây tôi sẽ đưa cho các bạn một cái công thức này. Thì đâu là cái người mà bạn cứ nhìn thấy là bạn nhận liền, thì nó phải có tiêu chí của nó. Thứ hai là xây team bằng công thức DLH. Đau lắm không? DLH dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó là cái tiêu chí gì? Thì mọi người sẽ cùng xem. Và nói thật với mọi người là nếu như chỉ kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì không ăn thua. Bạn phải biết xây đội nhóm để tạo công ăn việc làm cho người khác, để người khác có thể cùng bạn để thành công, cùng bạn để kiếm tiền được. Đấy nó mới là quan trọng. Thì xây dựng đội nhóm này nó có rất nhiều phương pháp. Nhưng hôm nay sẽ có một công thức cực kỳ thú vị để bạn cứ nhìn là thấy. Bây giờ Ninh xin gửi lời chào tới tất cả mọi người. Và không biết bây giờ mình nên bắt đầu bằng cái đàn gì nhỉ? Piano à? Sáng ra piano. Piano thì đánh cung đô trưởng cho nó phê nhá. Bài Right Here Waiting For You, đánh một cái bài của Trịnh Công Sơn đi nhỉ. Vang lai bờ xa vời gọi, hàng cây thương nhớ bay sâm tầm gọi, vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Tự nhiên đoạn này hát bị trôi mất đấy. Trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội thì có rất nhiều bài hay. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn thủy chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi, một trái tim hồng. Đó là cái bài Hà Nội một trái tim hồng. Ông có rất nhiều bài Hà Nội rất hay á, lâu lâu không ăn. Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội,
Ôi thủ đô yêu dấu trong trái tim tôi, mùa thu sang qua từng phố nhỏ, ôi Hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mấy ngàn năm trôi trang rực rỡ. Hà Nội ơi, có từ bao giờ mãi in sâu trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi mang trong lòng bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét suy tư gợi nhắc cho ta là nhắc đến những kỷ niệm đã qua. Thân thương quá nụ cười người Hà Nội đã gặp rồi, nhớ mãi không quên. À, nói thật là bài hát về Hà Nội thì không thuộc lắm, thỉnh thoảng kiểu như là thuộc tí thôi. Để mà thuộc hẳn một cái bài về Hà Nội thì cũng không có nhiều, đâu chục bài, hơn chục bài gì đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là hát một cái bài này. Anh sẽ hát một bài hát về Hà Nội và một bài hát về Hải Phòng. Hai bài hát này đều của nhạc sĩ Lê Vinh. Bài hát mọi người biết là Nơi Tôi Sinh Hà Nội. Đấy là một cái bài của nhạc sĩ Lê Vinh. Và một cái bài hát nữa là một cái bài hát Biển Đêm cũng của Lê Vinh. Thì sau đây mọi người sẽ thưởng thức hai bài hát. Một bài hát viết về biển, một bài hát viết về thủ đô Hà Nội do nhạc sĩ Lê Vinh. Lê Vinh còn viết bài Mù Hoa Cải nữa. Nhưng mà nên sẽ hát mắt sắp hai cái bài của Lê Vinh ở Cung La Thứ. Tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe trong gió tiếng sông Hồng thơ than. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tấm lòng người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tim bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chưa xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi cứ thôi thúc cháy mãi trong tôi. Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi, thời gian có bao giờ phôi phai như nước Hồ Gươm xanh vời vợi, như hương hoa xưa nồng nàn đắm đuối. Tôi đi xa Hà Nội, nhớ lắm Hà Nội ơi.
và ta lại bắt đầu lái xe cao tốc từ Hà Nội về Hải Phòng. Xuống đến nút giao Đồ Sơn, ta rẽ phải. Để rồi ta ra Đồ Sơn. Nửa đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ nên đã nằm ngủ yên. Hàng thông reo gọi gió, giờ mệt cũng đừng im. Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự, thèm sự vỗ về của sóng. Anh cô đơn ngàn lần trước biển. Những khi vắng em thiếu em, anh mong em giờ có em ở bên, để nghe sức sống trong ngực biển, để nghe ánh trăng gọi biển vàng. Từng cơn sóng đêm lạnh thiêu đốt trái tim anh. Biển, biển ơi, giữa trời đêm lòng gió tìm ai. Biển, biển ơi, thức cùng em có chiều ngàn tinh tú và mênh mông trời cao. Biển, biển ơi, nơi xa vời em có biết không, anh gọi em cồn cào con sóng. Nếu nơi ấy em thấy lòng sao động, là cả tình anh vang vọng nỗi nhớ em. Nếu nơi ấy em hát xì hơi liên tục, chắc là tại anh đang rất nhớ em. Thỉnh thoảng đi đâu ai hát biển đêm của Lê Vinh. Bởi vì mình cũng là người sinh ra Hà Nội nhưng mà lớn lên ở Quảng Ninh và lập nghiệp ở Hải Phòng. Giờ sống ở Hải Phòng hơn 30 năm rồi. Thì thành người Hải Phòng rồi. Nhưng mà trong Hải Phòng, người Hải Phòng có một phần của Quảng Ninh, có một phần của Hà Nội. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người một công thức xây team bán hàng. Ở đây xây team bán hàng kể cả bạn xây team on hay team off. Dù bạn xây team on, bán online hay là bán offline, thì việc xây team là cơ bản. Bạn cần phải, đầu tiên bạn phải cần phải tập kết cho tôi được cái người mà bán hàng. Bây giờ có rất nhiều người bán hàng tập trung lại, nhưng mà bạn xây rồi bạn vẫn cứ không phát triển được. Thì đâu là lý do? Thì đây là công thức DLK cho bạn. DLK là một công thức rất tuyệt vời, mà công thức này sẽ giúp cho bạn làm sao xây dựng được đội ngũ. Bây giờ kinh doanh Ohio là on to up or up to on. Mình miễn bàn tới cái việc là mình convert từ on sang up hay offline sang online, mình chưa bàn tới. Và bây giờ tôi muốn bạn cầm trong tay sở hữu một đội nhóm bán hàng, dù là on hay up. Thì tùy theo từng mặt hàng mà bạn có thể chọn on hay up. Nhưng mà bán hàng kết hợp on và up thì là một trong những cái giải pháp rất là thú vị. Thì ví dụ như nếu bạn làm on thì bạn phải triển khai những cái chương trình bán hàng ở TikTok hoặc là fanpage. Giờ khỏi bàn với việc đấy. Giờ tôi đưa cho bạn cái công thức để bạn tập kết nguyên vật liệu để xây team. Đầu tiên D D là việc đầu tiên mà tôi khẳng định luôn với bạn, dù người bán on hay bán up thì bạn cần phải tìm một người là phải có nỗi đau đó. Phải có nỗi đau, nghĩa là họ phải có nỗi đau, phải có cái lý do để mà họ đi bán hàng thì kiếm tiền. Họ phải có một cái lý do đủ mạnh, ví dụ như bố mẹ bị bệnh tật cần kiếm tiền để chữa cho bố mẹ. Bản thân bị nợ lần chồng chất cần phải kiếm tiền để trả nợ. Bản thân bị đánh giá thấp cần phải thể hiện năng lực của mình. Tôi gọi là pain, nghĩa là có nỗi đau. Thì cái đầu tiên đau lắm không là DLK. Là đầu tiên mà tôi tìm là phải có nỗi đau.
Người nào mà không có từng nợ lần chồng chất, người nào không từng bị coi thường, người nào mà không từng trải qua bệnh tật hoặc đang, thì đang và đã là tôi sẽ tìm. Và đây là tiêu chí đầu tiên. Còn những người an phận họ chẳng có động lực gì để làm việc cả. Họ chỉ làm việc 8 tiếng tin tít đi tèng tèng về xong rồi họ bỏ qua. Thì nay tôi nói cho các bạn biết thế này. Nếu như mỗi một ngày đối thủ cứ học hơn bạn 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Thậm chí đối thủ học có thể nhiều 3 tiếng. Mỗi một năm người ta học hơn bạn 1.000 giờ. 1.000 giờ học. Thì bạn có đi theo kịp một cái thằng mà nó đang đối đầu với mình học 1.000 giờ không? Học là làm luôn ấy. Đấy. Thế cho nên là tôi nói luôn với các bạn. Đầu tiên tôi cần tìm một người có nỗi đau. Chứ tôi không tìm người an phận. Tại vì tốc độ của con người ta thì một là tốc độ chó đuổi, hai là tốc độ ma đuổi. Thì nó mới tạo nên những anh hùng. Chứ còn những người an phận bình thường không cửa gì. Một nỗi đau. Đấy. Hai. Ở đây tôi sửa lại một tí. Đây viết ta là L. Ba là K. Thì cái chữ L này tôi sửa lại một tí. Đó là chữ H đó. D. H là nghe cứ như là một cái chất vi chất đó để chữa đúng không? H là gì? Đầu tiên là tìm được một người có nỗi đau. Tại vì viết chữ L là nhầm tiếng Anh sang, tại dịch từ tiếng Anh là pain learn. H là học, tinh thần học tập là cực kỳ quan trọng. Số 2. Học hỏi. Một cái người mà tham gia vào bán hàng, bán ở khắp nơi, bán ở trong thang máy, bán ở nhà hàng, bán ở trên đường đi, rồi bán ở cả quán cà phê, bán ở bất kỳ đâu được, thì người ta có một cái tinh thần học hỏi hơn người. Cái tinh thần học hỏi hơn người này mới là quan trọng. Tôi nói đơn giản như này. Nếu giờ này bạn không biết xây kênh TikTok thế nào, giờ này bạn không biết chạy quảng cáo trên TikTok như thế nào, bạn không biết là bạn phải chạy, bạn làm một cái video viral như thế nào, bạn không biết cách làm concept của một video TikTok, thì quên đi. Và từ TikTok này, một video này bạn mới sang được video của Reel của Facebook. Rồi bắt đầu bạn mới triển khai được các cái chương trình ở bên Facebook. Facebook thì bây giờ bạn phải biết cách. Nhanh nhất là bạn phải biết xây dựng video. Để bạn làm thế nào để mình có được một cái tài khoản chạy quảng cáo không liên quan đến tài khoản profile hiện tại của mình. Làm thế nào để bạn bán hàng tiếp cận với một cái vùng địa lý nhất định. Chiêu luôn mà không mất đồng nào. Đấy, chốt đơn được. Thì những cái thứ như vậy người ta phải học. Còn nói luôn với bạn nhé, nếu bạn học với tốc độ trung bình, học với tốc độ trung bình phát triển của xã hội thì bạn đã đứng tại chỗ. Bạn học với tốc độ cao hơn một chút thì bạn gọi là có phát triển. Vì thế là học tập tôi được coi như là một trong tiêu chí quan trọng của người bán hàng. Học liên tục các cách on up. Đấy, giải quyết được. Có nỗi đau, tham gia của cái thứ ba. Yếu tố này quyết định. Khát khao đủ lớn. Nói luôn với các bạn, lấy Đặng Nguyên Vũ ấy. Ông vua cà phê Trung Nguyên nói một câu rất hay. Người Việt Nam mình thi cái gì cũng ok, đi thi toán lý hóa đều ok. Nhưng tại sao mà chúng ta nhìn những tốc độ ông ta thua Singapore, thua Thái Lan thì chẳng nói gì cả. Về kinh tế, đúng không? Tại sao ông ta lại thua? Chúng ta thua một số thứ, chúng ta cũng thắng một số thứ. Nhưng mà tôi nói luôn là ông Lê Đặng Nguyên Vũ nói là chúng ta thiếu khát khao. Hay người ta gọi là khát vọng. Ở đây rất nhiều người thấy là mình mơ ước khát khao lớn thì nó là ông này tham. Thực ra thì trong tham sân si mạn nghi cầu bất đắc ý trong tứ khổ đế của đạo Phật ấy, phải chúng ta phải hiểu đúng chữ tham. Khát khao không phải là tham mà tham vọng cũng không phải là tham. Tham là gì? Tham là phải mọi người phải hiểu được tham là gì. Giống như Bác Hồ có dạy một câu là thấy của người chớ có tham lam, đúng không? Thấy của mình thì chớ có buồn xỉn. Đấy, Bác Hồ dạy như thế. Thế thì cái tham ở đây là nếu là của mình ấy thì mình chớ có buồn xỉn, của người thì chớ có đòi. Cái tiền của người ta thì cứ đòi mang về thành tiền của mình thì đấy là tham. Còn đâu bằng sức lao động của mình, bằng sự phấn đấu của mình, bằng sự nỗ lực của mình để mình có được thì đấy không gọi là tham. Đấy là động lực thì người ta gọi là khát khao. Mà con người ta thì cần phải có cái gì? Có khát khao, có khát vọng. Giống như một cơn khát uống nước ấy. Người ta khát nước cho nên người ta đi lung sục, người ta tìm nước uống. Còn bạn không khát vọng
thì bạn không có hy vọng. Thế thôi. Vì vậy, cứ nhìn thấy người nào, nhìn là nhận với ba yếu tố sau. Thứ nhất, phải có nỗi đau. Thứ hai là phải ham học hỏi. Thứ ba là phải có khát khao, vươn lên. Ví dụ, đang đi làm, em không chịu làm được 10 triệu một tháng đâu anh ạ. Em phải muốn kiếm 50 triệu một tháng. Em không chịu đi xe máy, em muốn có ô tô. Em không chịu nhà nhỏ hay về ở nhà to. Những cái người ta khát vọng như vậy bằng ý chí vươn lên, thì khi người ta gặp công thức xây dựng kinh doanh trên nền tảng của sự tử tế, người ta sẽ thành công. Còn cái người mà có khát khao nhưng mà kiếm tiền không chính đáng bằng mọi cách, thì đương nhiên con người đó dần dần sẽ bị méo đi, không còn là chính mình, mài mòn uy tín, và cuối cùng không ai dám kết nối với nữa, thì dần dần sẽ mất hết cả mối quan hệ, mất hết tất cả mọi thứ. Cho nên là với Ninh ấy, thì kinh doanh trên nền tảng của sự tử tế là bí quyết. Dù có khó khăn, nhưng mà chúng ta đang khó khăn là chúng ta chưa tìm ra chiến lược thôi. Còn nếu đã tìm ra chiến lược và kinh doanh trên nền tảng tử tế là kinh doanh trên nền tảng của sự bền vững nhất. Đấy là chính là triết lý. Vì thế Ninh tuần tới, Ninh có tổ chức một khóa học chinh phục mục tiêu bằng trái tim tử tế tại Cát Bà. Nếu mọi người vào xem thì vì dự kiến là ngày mai ngày kia sẽ tổ chức, nhưng nó trùng vào ngày lễ Vu Lan, trùng vào ngày rằm, cho nên rất nhiều người xin lùi lại tuần sau. Và tuần sau Ninh sẽ cùng với mọi người để trải nghiệm một cái khóa học đặc biệt này. Và bây giờ thì xây tim là có công thức DHK. DHK là đau, học hỏi và khát khao. Ba thứ này bạn chọn cho tôi. Vậy thì bây giờ có những người hỏi là anh Ninh ơi, em muốn xây kênh TikTok, em muốn bán hàng trên online, em có sản phẩm đây, em có sản phẩm đây, em muốn bán thì bây giờ em xin như thế nào để lọ mũi vừng đấy. Ví dụ em bán thì như thế nào, thì Ninh đang xây dựng một cái khóa học dành cho tất cả những ai thích bán on và xây dựng đội nhóm on. Cứ có sản phẩm đội nhóm on, có cách để xây TikTok, để chạy quảng cáo TikTok, cách để xây page, xây fanpage, chạy fanpage, và có cách để chạy bán hàng không đồng luôn ở các cái vùng thị trường chỉ định, và hiệu quả của nó sẽ rất tốt. Nhưng mà quan trọng nhất là bạn phải chọn được dòng sản phẩm nào, bạn phải làm video viral như nào, năng lực live stream của bạn ra làm sao, thì đấy là câu chuyện thuộc về kỹ năng của bạn. Còn tôi chỉ có thể định hướng cho bạn phương pháp mà thôi. Nếu bạn quan tâm đến việc mà phát triển cái đội nhóm của mình, xây team bán hàng của mình, thì dù on hay off thì bạn hãy cùng với Ninh, hãy viết xuống điều bạn muốn, để Ninh sẽ cùng các bạn để chung tay để xây được một cái đội ngũ bán hàng như ý, để có thể phát triển. Vì muốn khỏe thì phải ăn uống điều độ, ăn uống khoa học, tập thể dục khoa học. Muốn có tiền phải bán hàng. Rất nhiều người mong có tiền nhưng không chịu bán hàng. Vì vậy ngày hôm nay, trong một cái khuôn khổ ngắn nhất định, Ninh chỉ chia sẻ với các bạn how to build your team to sell, là làm thế nào để xây được cái đội ngũ bán hàng. Thì đây chính là công thức. Hãy nhớ như vậy: ở đâu có nỗi đau, ở đó có sự cố gắng. Ở đâu có học hỏi, ở đó có sự tiến bộ. Ở đâu có khát khao, ở đó có thành công. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các live stream của Ninh Thương Hiệu. Bây giờ đây lúc nói lời chia tay. Nếu bạn thấy hay, hãy like, hãy comment, hãy share. Ok, see you again. Ninh xin phép được tắt live stream.